Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi Xoay Tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, trong cái vụ bạo loạn vừa qua thì chúng ta thấy những cái lời kêu gọi đến từ phía những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, giống như ông dân biểu Mo Brooks, thì kêu gọi chúng ta nghe giống như nhìn những người Mỹ khác, không khác gì kẻ thù. Và những người mà hành động như thế, thưa quý vị, những hình ảnh mà quý vị đã thấy họ đánh đập những người cảnh sát như thế nào. Trong cái câu chuyện này, thưa quý vị, mọi chuyện chúng ta thấy có một điều rất là lạ từ trước đến nay là người dân Mỹ, chúng ta không thấy có một cái hành động mà vô cùng bạo lực như thế. Nhưng mà nó xảy ra kể từ sau ngày bạo loạn, nó bộc lộ ra hết tất cả. Và ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ đưa cho quý vị thêm những hình ảnh như thế. Và xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Như chúng tôi nói nhiều lần, Tổng thống Donald Trump có một cái đặc tính mà người ta lấy làm, thực ra nó không lạ. Có nghĩa là gì? Những ai làm cái gì mà ngược ý ông, không đúng ý ông, dù người đó lớn bao nhiêu, dù người đó nhỏ bao nhiêu, ông không tha. Và ông phản ứng liền. Cho đến giờ phút này tôi thấy có người duy nhất mà ông chưa động vô thôi là Đức Giáo Hoàng thôi. Còn ngoài ra là ông làm sạch hết. Ngay cả cái cô Greta người Thụy Điển, 16 tuổi, cái cô mà đấu tranh cho môi trường, khi mà nói ông cũng dũa cho ông tăng. Quý vị nhớ cái hội nghị khí hậu đó. Mà con nhỏ lo đi học đi, đừng có xía với chuyện này. Thì cái đó nó tạo lên cái cá tính của ông, và những cái người fan cứng của ông nó giống như vậy luôn. Và họ rất hung dữ. Ông Trump hung dữ như thế nào thì họ hung dữ như vậy. Và họ cũng giống Trump luôn. Tôi không cần biết anh là ai, đảng nào, Cộng hòa, Dân chủ, anh làm mà không đúng giáo chủ của tôi là tôi phản ứng, cho dù điều đó đúng sai như thế nào. Thì chuyện này nó xảy ra trong mấy ngày qua, trước và sau cái ngày 6 tháng Giêng, cái ngày quan trọng lịch sử nước Mỹ. Khi mà trong lúc các vị dân cử đang xác họp để xác nhận kết quả bầu cử, một cuộc bầu cử công bằng, mà chính những người thân cận nhất của ông Trump, những người do ông Trump bổ nhiệm, nói rằng không có gian lận, hoặc là rất an toàn, và an toàn nhất trong lịch sử luôn. Nhưng mà ông chỉ vì muốn làm tổng thống, ông muốn lật ngược cái đó. Và khi ông gửi cái thông điệp đó ra, thì những ai không làm theo như vậy đều bị ông chỉ trích, và fan cứng của ông chỉ trích, thậm chí là gì? Sách nhiễu luôn. Thì ngày 6 tháng Giêng vừa qua, thượng nghị sĩ Mitt Romney của tiểu bang Utah, người đảng Cộng hòa, đang trên đường bay từ Salt Lake City của tiểu bang Utah đến Washington DC để mà bỏ cái lá phiếu đó, để xác nhận kết quả bầu cử đó. Ông đã bị một số fan cứng của ông Trump sách nhiễu ngay tại phi trường Salt Lake City. Mà quý vị thấy cái kiểu sách nhiễu không thể nào quý vị tưởng tượng được. Xin mời có thật cho coi cái video đầu tiên. Hey, Mitt, are you going to object to the electors? No. No? Come on now. We're all going to be there to see you. Mitt, I just want to ask you, if you're not going to object to the electors, are you prepared to be primaried? It's going to be the last time you have a chance to say something before the show gets started, buddy. Yes, it is, but I'll have plenty of chances to speak besides just to you. So, I've already indicated I'm going to support the Constitution. Just like Senator Lee. Okay. We'll see how that goes out for you. When Trump gets reelected, you're getting primaried. Laugh it up. I'm laughing at you. Laugh it up. Are you going to support him in the fraudulent votes? Can I overturn the election? No, I'm not. Why not? Because it's a long story. Let me get a chance to get my remarks in. It's going to be a real long story. Can you say that again? It's a long story, but we have a constitution. The constitutional process is clear. I'll follow the constitution, and I'll explain all that when we meet in Congress. Well, you haven't supported him, and you didn't even support him in the election. No, I did not. Why? For reasons I explained at the time. You were voted in as a conservative. Look at you talking to your constituents. Constituents. Look at you. That's not how the constitution works. It is. You're voted in to represent us. You work for us. Am I wrong? I work for the people of Utah.
And the exactly. Of our and I am from Utah. Yes, well, but you're not the only one. I voted. I know. There's a lot of people that didn't. Oh, we're going to vote. Oh, trust me. You're getting primaried, buddy. We'll make sure you it happens. That's just fine. Of course I'll be primaried. That's totally appropriate. You admit it. You know it. You know it's coming. They didn't want you in there anyway. Trump is a juggernaut. I'm happy to be primaried again. If you weren't even voted in legally. Trump is a juggernaut, your legacy is nothing. Vâng, thưa quý vị thấy đó. This is going to be an awkward flight. Hăm dọa ông Mitt Romney là nếu mà ông không bỏ phiếu lật ngược kết quả đó thì chúng tôi sẽ loại ông ra trong cái vùng sơ bộ, trong ngày sơ bộ. Và nếu ông Trump tái đắc cử thì ông sẽ bị loại ra trong cuộc bầu cử sơ bộ, rồi sau đó một phụ nữ đến gần hơn luôn. Và nói tại sao ông làm như vậy? Vì ông Mitt Romney cũng giải thích quy định của hiến pháp là như vậy, là tôi phải xác nhận thôi. Rồi cô mới nói là ông quốc cho chúng tôi là cử tri của Utah, ông nói là tôi quốc cho mọi người chứ không phải chỉ mình cô. Và quý vị thấy đó, cái người đàn ông không có thấy mặt trong đó lặp đi lặp lại là chúng tôi sẽ loại ông ra trong cuộc bầu cử sơ bộ. Thì ông Rudy ông nói ok, không sao cả, tôi làm công việc của tôi. Thì quý vị thấy đó, nghĩa là Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump nghe lời Tổng thống Donald Trump tố cáo cuộc bầu cử gian lận, mà chính họ bây giờ đi kêu người ta làm công việc gian lận là đừng xác nhận kết quả bầu cử này. Thấy chưa? Đó là một trường hợp. Đó là ngày 6 tháng Giêng khi mà ông Mitt Romney bay từ Utah qua DC để mà bỏ phiếu. Và quý vị biết rồi, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Và ngay cả ông Mike Pence, một người đảng Cộng Hòa, một người thân cận với Tổng thống Donald Trump, cũng xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46. Rồi sau khi bỏ phiếu xong, quý vị nhớ gì? Họ đưa ra một số ít vị dân cử phản đối, nhưng mà đa số đồng ý. Thì những người đồng ý là trên đường về lại tiếp tục bị sách nhiễu. Chẳng hạn như ông dân biểu Al Green của đảng Cộng Hòa tiểu bang Texas, đại diện ở khu vực thành phố Houston, nơi có nhiều người Việt Nam cư ngụ, cũng bị harass ở tại phi trường Tennessee, bị sách nhiễu đó. Xin bạn có thể cho con look this video at Houston Airport, Bush Airport, as Congressman Al Green returned home from Washington D.C. He says he was harassed by people identifying themselves as Trump supporters, even chanting four more years, and says police had to escort him. Adam Bennett explains why Al Green believes these actions put more than just himself at risk. Vâng, thưa quý vị thấy đó là ông Al Green cũng bị sách nhiễu ở tại phi trường Tennessee. Và sau đó ông lên truyền hình, ông kể lại là đó là lúc ông đi qua cái chỗ mà để chuyển máy bay. Sau đó trước khi lên máy bay, ông đã bị thêm một lần nữa. Và rồi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa tiểu bang South Carolina, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, một đồng minh rất thân cận với Tổng thống Donald Trump, nhưng mà hôm đó cũng nói trong Thượng viện luôn, count me out, tôi không dính vào chuyện này và tôi phải xác nhận kết quả bầu cử này bởi vì người dân đã bầu lên. Ông sau khi ông bỏ phiếu sau, ông ra phi trường Reagan National Airport ở tại DC và ông bị sách nhiễu như thế này. Xin báo thật cho con. So we are in the airport with Lindsey Graham here, guys. He's being called a traitor. You are a traitor, Lindsey Graham. A traitor. Can you take an oath? Yeah, I did. Yeah, you pissed on that oath. You uphold the Constitution? He is being escorted out of the airport right now, or at least out of here. Vâng, thưa quý vị thấy đó, họ sách nhiễu ông Graham bằng cách là nói ông là kẻ phản bội, traitor. Thậm chí họ cầm cái cell phone dí trước mặt ông để quay luôn đó. Hồi nãy còn gần hơn nữa, bây giờ cảnh sát không cho thì những cái này đi. Quý vị thấy không, ông phải được mấy cảnh sát viên bảo vệ. Và họ sách nhiễu ông như vậy chỉ vì ông xác nhận kết quả bầu cử ngày 6 tháng Giêng vừa rồi, một thượng nghị sĩ của Liên bang Hoa Kỳ. Nhưng mà mấy ông này là đồ bỏ,
quý vị coi ông Lou Correa bị ở tại phi trường Dulles ở tiểu bang Virginia sau khi ông bỏ phiếu xong. Bị những người này còn hung dữ hơn nữa, thậm chí muốn đánh ông luôn. Xin bảo thật cho coi tiếp cái video. Who are you? You literally got their spine. Who are you? Who are you? Looking at me. I'm me, motherfucker. And I'm me, too. Yeah. 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 Nobody here voted for you. We don't want That's you. That's okay. We don't want That's you. That's okay. We're going to work for you. Why are you ashamed of who voted for you? A lot of people. 70% of people in my district. What city? Is that the minion? Did they use a minion? What's the best one? Did they use a minion? And you will never get elected. You don't ask a question. You don't ask a question. What's your name? My children's future is fucked because of motherfuckers like you. No, not me. It's because of you. No, it's because of you. You don't care about none of us. Because I don't take your And you're talking shit to us. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Are you a Democrat? Where do you live? Are you a Democrat? You fucking rat. We the people don't like you. Quý vị thấy đó, dân biểu Lou Correa, một người rất quen thuộc với cộng đồng Việt Nam, miền Nam California. Ông từng là giám sát viên, từng là dân biểu, từng là thượng nghị sĩ tiểu bang và bây giờ ông là dân biểu liên bang. Ông đã bị người đàn ông mà đeo cái mặt, đeo cái khăn nó bị thế vào người phụ nữ này chửi luôn. Và người đàn ông kia còn lấn sát tới nói you are Democrat. Thay vì nói Democrat thì nó Democrat, Red có nghĩa là chuột. Đó. Và còn nói là we don't want you. Chúng tôi không có bầu cho ông bảo không. Tôi đại diện cho đi hạt của tôi và ông hỏi phụ nữ này là sống ở đâu, bà này đó. Và rồi rằng nói rằng là chúng tôi không bầu, ông bảo không, ông nói lộn rồi, 75% cử tri của tôi bầu cho tôi và tôi làm việc cho cử tri của đi hạt tôi. Quý vị thấy không? Những fan cứng của ông Trump họ sách nhiễu những người này một cách rất là thô bạo. Đúng y như những gì ông Trump làm trên Twitter và trong cuộc đời sống hàng ngày của ông. Và trước đây trên chương trình này chúng tôi đã cho quý vị coi một cái video mà những cái hành động bảo quánh đi, đấm đi, tôi trả tiền cho này kia. Tính cách bạo động của ông Trump, đầy bạo động. Thì bây giờ fan cứng của ông Trump là như vậy, chỉ có mục tiêu duy nhất thôi. Nếu anh không làm theo đúng lời tôi muốn, tôi sẽ dùng cách rất là bạo động để tôi bắt anh khuất phục. Đó là cái đặc tính của fan cứng của ông Trump, cũng như của ông Trump. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp cái chuyện này sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.